À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Và mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đến xem với một cái chiến dịch tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Attila rồi. Mà hôm nay thì chúng ta sẽ không bị nói thế nào nhỉ? Không phải vẫn phải sửa chữa mấy công trình nữa. Còn chiến dịch buồn tẻ nữa. Bởi vì là giờ đây thì mình bắt đầu tấn công khá là mạnh rồi. Các bạn có thể thấy là mình tiến quân rất nhanh, đúng không? Tiến quân rất là nhanh và kiểm soát được cái khu vực phía bên dưới này. Đấy. Bây giờ thì mình đang có kế hoạch là tấn công vào Constantinople, nhưng mà hình như lượt này mình cũng hết việc để làm rồi. Và ngoại giao với Hung Nô thì vẫn được đang khá khó khăn lắm mới ký được cái hiệp ước không xâm phạm với nhau với Hung Nô. My ancestors and people expect talk with purpose. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ để nó tăng cái điểm ngoại giao lên một chút xíu nữa thì mình có thể xem có cô vợ Hung Nô nào không để tuyển. Đấy, kế hoạch thế, một thống đốc. Đám con ông cháu cha mình chưa đủ tuổi nhỉ. Cho nó kiểm soát vùng Thassia. Vẫn có thể bổ, có thể 5 vùng cả Dacia này nữa à. Là cái vùng này à? Vùng này. Thằng này cũng được. Tăng trưởng lên. Vùng này mình đang miễn thuế nhưng mà hết tiền rồi, không xây dựng được cái gì. Thôi qua lượt đã. Mấy thằng tướng thì không quan trọng lắm nhưng mấy thằng thống đốc thì sớm hay muộn mình cũng phải đưa nó vào khuôn khổ. Có thể là mình sẽ ưu tiên mà nếu mà có đánh nhau với thằng Đông La Mã thì mình chỉ đánh đến Constantinople thì mình rút thôi. Mình cũng không có ý định tiến sâu hơn xuống nữa. Bởi vì tiến xuống nữa thì mình cũng không có đủ lực lượng. Cái thứ nhất là không đủ lực lượng, cái thứ hai là mình không cần xuống sang châu Á làm gì cả. Mình giữ ở đến Constantinople là cái thành rất rắn rồi. Đóng ở đấy là có thể yên tâm. Và một cái hiệp ước hòa bình với Đông La Mã là đủ. Hiện tại thằng Hung Nô nó không chiến tranh với Đông La Mã. Nên là mình có cứ ưu tiên giải quyết chiến trường phía Nam đó. Rồi. Sao nào? À, mình đang bổ nhiệm các cái chức vụ à? Vua có thể nhận con nuôi này. Thống đốc. Tướng thì mình sẽ không cần. Mà thống đốc thì cần. Thống đốc của Thassia này. How can I assist you? Do thám vùng này cho anh. Thằng này nó cũng chiến tranh với Đông La Mã thì phải. Vùng này nếu không nhầm mình có thể mua được kỵ binh rồi. Trời ơi, kỵ binh gì cùi thế. Nó còn đắt đấy chứ. Besieging settlement. Lay siege to their hovels. Thank you.
nó không đông quân lắm. Let them cower before us. How can I help? I am done. Cho tiếp xuống đây dán giám sát sao này. Tuyển được cái gì? Chúng ta có thể tuyển thêm được một spy nữa mà, và một ảnh hưởng truyền bá tôn giáo rất quan trọng. Yếu ớt à? Một spy nữa. Bí xây dựng. Nhiệt huyết. Được. Một quân đoàn tấn công cái thành này thì mình e nó cũng ổn lắm nhỉ. Cái thằng này nó có chiến tranh cùng không? To battle! Khả năng ăn được. Đánh trận trước là mình đánh hai đơn vị quân. Lần này thì tại sao mình không tuyển thêm ít cung thủ độc nữa nhỉ? Đánh trên đồng bằng này cứ vác nhiều cung độc vào đúng không? Là ăn được mà. Đánh thử vậy. Công chiếm thành công Satinop. Sau khi công chiếm được công Satinop thì có thể thì mình, như kế hoạch của mình đã nói rồi, mình sẽ hòa bình thôi. Mình cũng không muốn chiến tranh nhiều. Hòa bình với thằng của cái thành công Constantinople thì rộng lắm. Tiến được vào thành của nó là cả vấn đề. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, thành phố thiên đường. Ây xà, khu cảng biển này. Ôi ô. Tượng nam thần tự do ở đây à? Đấu trường. Sẽ phải cần một cuộc hành quân khá dài mới tiến được vào trong này. À may quá, chỗ này nó có hai cái tháp canh thôi. Cái thành này của chúng nó cũng bị tàn phá một chút rồi. Đấy đúng rồi. Để vừa bị thằng kia nó cướp bóc rồi. Nên là nó cũng bị ảnh hưởng nặng rồi. Nên là mình chắc là đánh cũng đỡ vất hơn. Lùi xuống tí cho chắc, nếu chẳng may chúng tên chết toi. Tắt fire wheel. Rồi. Phá tháp canh của nó cho. Cung của nó làm gì đứng gác ở đây? Bắn đi. Có hai thằng xe bắn đá này bị ngáo à? Đi vào để nó bắn cho này. Bảy mấy phần trăm. Ủa bên này cháy 70% rồi. Đường thành của nó cũng yếu lắm rồi.
ngon. Đập phát sập cái tường thành luôn này. Bắt phá của Will đi. Thêm một lỗ nữa. We have gained the upper hand. Thế trận đang ủng hộ chúng ta. Đội cung nổi vào đấy. Phá nó làm gì cả, phát là sập à, chỉ để lối đi vào thôi thì cũng không cần. Đây đây bắn cho anh, à, thằng này cứ từ từ đợi cho nó ra đã. Bắn tên độc cho anh rồi. Cái chết từ từ và êm ái. À, mình sẽ tăng dự trữ tên rồi mà đúng không? Chúng ta bị trừ rất nhiều. Phòng thủ cận chiến âm 3, vãi cả trưởng, đánh nhau trên đồng bằng. Bằng không đã là quá đáng lắm rồi đấy, còn âm nữa. Bắn kích độc. Ai giả, kia còn một đội nữa kìa. Hai thằng trúng độc. Chết từ từ. Cứ từ từ mà đánh thôi. Không đánh vội được. Bathe the earth with their blood!
càng đứng tập trung nó càng chết nhiều. Chết cả đội ngựa luôn. Rồi nhá, đội cung độc của mình rồi. Rồi, cái bắn này là chết rải rác rồi. Cứ từ từ mà chết nhá. Đây rồi. Không được à? Tầm bắn không tới à? Gớm nhỉ? Đội ngựa nó chết gần hết rồi. Bắn thằng này. Kiếm này của nó mạnh phết đấy. Cứ bình tĩnh, chúng ta phải tiết kiệm tên. Chạy ra đây à? Dính độc. Thằng này ra đây lại dính độc oan theo, chết cả thêm mà bọn kia. Đây là giáo binh à? Cái khe bé bé này nó chui vào đâu nhỉ? Kỵ binh đâu à? Xong rồi, có lẽ cho bộ binh vào được rồi. Đây à, tiếp tục cử các đơn vị bộ binh khác đến à. Bắn tên độc cho anh. Xem mày chịu được bao nhiêu? Xem mày chịu được bao nhiêu lâu? Cái đội cung tên kia của nó bắn được bao nhiêu lắm đây? Ready! Warriors, eager for blood! Battle, ready and eager! Battle, ready and eager! Tầm bắn hơi ngắn nhỉ?
lùi lại một xíu nè. Bắn cho anh. Để xem cô của mày chúng độc thì mày chịu được bao lâu. Chết cực nhanh luôn. Thêm một đội nữa đang đến. Bắn mãi chết mấy thằng này thế. Mình nó còn đông lắm. Bây giờ vào cũng có khí cung của mình cũng còn nhiều. Vào đây. Rồi. Độc của mình sẽ được triển khai đây. Đám bộ binh này của nó thì không đáng sợ. Mình ăn tốt. Bắn về cho anh. Bắn cầu vồng. Ok kìa. Bắn đất đây cơ mà. Chết rồi, bắn vào quân mình rồi. Mả bọn này nữa. Dừng cho anh. Cho thằng này bắn đi. Bắn này chết quân mình ạ. Đáng này quân của nó chết cả hết rồi, không sợ. Rồi bắn cái thằng Steve đấy. Không còn nhiều quân. Chúng mất ít tên, chết hơi khớ quân. Bộ binh ở La Mã thì không mạnh lắm. Thôi không bắn nữa, kẻo chết quân mình. Cho đội dìu vào chém. Nó áp sát cho dìu vào chém. Bỉ quân Byzantine. Chúng ta bị trừ sát thương và phòng thủ cận chiến rất nhiều khi đánh nhau trên đồng bằng. Công thành hay thủ thành chúng ta đều bị trừ. Nó mới đau. Đội cung thủ này thì cho độc chết rất nhiều thế nhở? Ok binh từ từ, lùi lại, vào đây. Binh của mình cứ từ tiến lên đây. Cung độc rồi vào đây. Binh của nó thì không sợ. Warriors! We hunger for blood and battle!
Hunter, mấy thằng cung này không bắn luôn. Đấy là Steve vào đây. Càng cái bắn cung rồi đấy. Xong luôn. Củ nhầy thủy quân Byzantine. À, nhanh lên. Thôi không cần phải đuổi, không cần phải thôi giờ. Xong rồi. Chắc là thằng tướng trong thành nữa thôi. Kéo cởi trắng rồi. Ready for battle. Toàn quân tiến vào thủ phủ. Ok. Thành công Stantinop. Tướng tít ở ngoài bây giờ vào à? Khỏi chiếm cổng thành là cái gì chứ mày? Vào luôn. Chắc là còn đạo tướng ở bên trong này thôi. Cung độc bắn thấm hết. Cái kiểu chơi cung độc này nó đòi hỏi chúng ta có một cái kỹ thuật đánh trận nó rất là phức tạp các bạn. Bởi vì là nếu không may mà chúng ta bắn vào quân chúng ta thì là dẹo luôn. Chạy mấy đường điện nào cả. Riders forward. Rock pursuit. Move it. It's running. Warriors move out. Thành rộng ghê nhỉ. Rộng ghê. Thành công sao thì nó à tướng nó kia rồi.
không có nhìn thấy đạo tướng nó đâu mà. Chui mặt ra đây phát xem nào. Tết bắn. Chết chết chết. Chúng độc chết. Testudo cũng không đỡ được đâu. Testudo chỉ đỡ được mũi tên nhưng không đỡ được chất độc. Rồi. Thành công Stampinop đã bị sụp được. Wow. Mình giáp danh với thằng nào ở dưới này rồi đây. Tài nguyên gì đấy? Công trình này công trình gì nhỉ? À. Sửa điện giáp. Phá. Vùng này lương thực. À may quá mình có cái ruộng ở đây. Ready for orders. Ơ nó bộ tăng ra mà đam à. Công trình gì tăng nhỉ? Mình không dùng được. Tăng là tí sát thương lên. Đừng làm mã tích tận dưới này cả. Takuni Tontut. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's step. Takuni. Welcome, but expect scant pleasantries. I lack time to waste. Dễ lắm, dễ mà. Be welcome, and may God bless your words with appropriate speed, for I have other business. Come then, speak. The people will. Để xem nữa, xem thằng La Mã nó có đánh được mình không nữa. Có vẻ như nó cũng không đánh được mình đâu.
Thành này thì bị đốt rồi mà nó thì còn đang phải chiến tranh với rất nhiều thằng. Nó chỉ có mấy cái tỉnh ở ngoài biển này. Ờ. Đây, thành to nhất của nó đây. Ready for battle. Laying siege to their hovels. Is that all? Let them cower before us. Không có quân à? Thành này thành không có quân. Hay quá. Giải phóng á. Thằng Macedonia ấy. Kể ra thì tiến xuống khu vực bên dưới này cũng được mà nhỉ. Đồng minh thôi à? Đồng minh thì mình không có ý định. Mình không có ý định muốn đồng minh làm khó mấy thằng này. Còn một tỉnh ở dưới này nữa. Rèn vũ khí. Đó có chô cốt này đây. Có chô cốt này chiến tranh hung nô. Thật Tây La Mã vẫn rộng ghê nhỉ. Mình kiểm soát được hai cái tỉnh to này thì biên giới của mình an toàn hơn rồi. Thôi qua lượt đã. Xem hung nô nó thế nào mình à. Ô, hung nô nó đi vào sâu thế. Tuyệt tích từ trong này cả. How can I assist you? How can I help? Qua cái lượt này đã. Thì đây. Tướng quân à. Đế quốc Đông, Đế quốc Tây La Mã. Định cướp phá các cái vùng này của mình à? Bây giờ thì mình có lẽ mình chưa tiến sang các cái vùng kia vội. Mình cứ duy trì ở đây để ổn định cái khu vực này đã. Ổn định được một chút thì bắt đầu mới tính. Mình kiểm soát được hai cái thành to này thì gần như nó không thể tấn công mình được nữa. Nhưng mà có lẽ vẫn phải thành lập thêm một quân đoàn nữa nhỉ. Nhân vật đã được nhận làm con nuôi à? Thống đốc già thế này thôi mà vẫn chưa dẹo.
kinh tế thì khá khẩm. Chẳng hung nô nó đi rất xa rồi. Ở nhà mình có một cái thằng rất nguy hiểm cắm trại ngay trên đất của mình. Basia. Rồi. Mày qua nó xây cái cảng cá. Bộ binh khiên lớn Slavic. Công trình tăng vệ sinh dịch tễ. Mỏ vàng. Bộ binh khi lớn Slavic à? Mình có nên dùng không nhỉ? Của cải từ các công trình văn hóa. Tuyển cung thủ máy bắn đá. Ready for orders. Không có tiền mà nâng cấp nhé. Không có tiền sửa chữa đây này. Sáu ngàn cơ. Kiệt quệ kinh tế rồi. Thằng này nó còn hai thành à? Một thành ở góc này nữa. Hay à. Hung nô. Hung nô thì vẫn đang tàn phá chỗ này. Tây La Mã tám thành. Ghê nhỉ. Mà bây giờ chúng ta có thêm một người bạn mới. Đó là thằng Takuni đây. Welcome, honored emissary. Speak, and I will answer with my master's voice. Không giao thương được. Qua cái lượt này tiếp đã. Ổn định cái lãnh thổ đã, vừa chiếm được bây giờ chưa thì vội vàng tiếng tiếp đi đâu. Thậm chí có thể mình sẽ phải thành lập thêm một cái quân đoàn nào đó nữa để chuẩn bị phòng thủ. Peace, honestly forged between men, is a worthy thing. What say you? Không, mình cứ duy trì chiến tranh với thằng này thì mình sẽ không bị kích động mấy thằng phương Đông nó lên nó làm loạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khá nhiều tiền rồi đấy. Ồ. Mình có khá nhiều tiền rồi. Trừ hai vệ sinh à? Chờ xíu, hai công trình này xong là ổn ngay. Xây cái nhà xe bắn đá đây. À, cũng tên đây. Thế là đẹp. Như vậy là mình sẽ tuyển được cả lính bộ binh thiên lớn, và như vậy thì mình sẽ bỏ cái đội công trình này đi này, để trên này mình xây cái công trình khác. Kinh tế mình tăng trưởng nhanh thế nhở, chiếm được Constantinople khác. Xây thêm cái ruộng lại cho chắc. Mấy thằng gián điệp của mình đâu? Ra chỗ này do thám tình hình thôi. Xem bố trí quân lực của đối phương nó như nào. Hầu như không có quân. Thằng này nữa. Giám sát quân phục phía Bắc. Đô đốc à? Mình chưa có quân thủ thành. Xuống đây cho anh. Diệt lốt cái thành bên dưới. Thằng Takunit này. Come, my friend, speak. We are men of words, and so serve our people. 2000 để có thể tặng quà cho nó. Khó nhỉ. Cứ ổn định đã. Chiến tranh nhiều làm cái gì? Xong tiếp đến là thằng Ochogoth. Nếu mình tấn công Ochogoth thì mình cần quân thêm để phòng thủ ở dưới này chứ nhỉ. Hơn 10.000 quân, hơn 10.000 tiền rồi. Chiếm có mấy cái thành này phát mà lên tiền kinh khủng. Thằng Hung Nô thì nó đang đi sang phía Tây rồi. Nó đang tàn phá phía Tây. Và các... Úi dồi. Hung Nô thì nó đang tàn phá phương Tây. Ơ mà mấy cái thằng hải quân của Slavic là như nào nhỉ? Mình còn chưa mua một thằng hải quân nào ấy. Ready for orders. Thirsty for battle. Laying siege to their hovels. Nóng hải quân phết nhỉ? Nhiều hải quân phết. Tại vì từ đầu đến giờ mình toàn xây cảng cá thì lấy đâu ra. À, chưa được. Không xây mấy công trình này. À, cái này thì lên được. Cảng cá mấy cái này chưa lên được. Trừ 3 vệ sinh rồi.
for battle. Ai giả trị an của người thấp thế? Mạch vàng. Chắc phải mất khá nhiều thời gian nữa mới ổn định được các cái vùng này. Thống đốc vùng này là nào ấy? Thống đốc này thì hơi cùi. Kiếm là thống đốc khác này nhỉ? Hiền nhân quân tử này. Nhàm chán. Thằng này quá cùi luôn. Phải cho nó làm cả một quân chứ không cho nó làm thống đốc, thống đốc. Bỏ rồi. Trao cái gì nhỉ? Cái thành này giàu. Chưa xây dựng được mà đã giàu này à? Đợt sau mình thử gạ gẫm để lấy mấy em hung nô xem nào. Mắc kìa. Thống đốc à? Khu định cư có tường thành cao. Ảnh hưởng của dị giáo La Mã. Thế mới đau đầu. Thằng này là thằng nào? We are, as always, a welcoming... Để lượt sau vậy. Nó mà chiếm được cái cả này thì thằng Đông La Mã dẹo. Nào ăn thành này cho anh. Sau một tập gần như là chúng ta cứ đu dây ngoại giao, thì đến bây giờ Slaver đã thể hiện sức mạnh của mình. Sức mạnh từ những mũi tên. Và giờ đây những kẻ địch của chúng ta sẽ phải khiếp sợ trước sức mạnh của Slaver. Đây rồi. Cho nó kéo quân ra.
Chúng ta chỉ việc bắn tên độc. Mỗi tội là mình cứ đánh trận kiểu này là bị trừ đam. Vãi cả trưởng luôn, cứ công thành là bị trừ đam. Công thành hay thủ thành đều bị trừ đam. Chỉ có mỗi đánh nhau trong rừng là không bị trừ. Bắn tới không nhỉ? Tới. Phá tháp canh cho anh. Now we make orphans of this lot's children, widows of their wives. Enemy reinforcements have been spotted. Cho đội cung lên lên trên này một xíu. Bắn trước anh, nhưng mà không được fight Will. Fight Will đi. Nó chưa có kỵ binh, nó chưa ra. Ô, sập luôn tháp canh rồi. Vãi cả bắn. Để xem thằng nào chết trước nhá. Lùi em ơi, lùi 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 lùi, ngựa nó đến kìa. Ngựa nó đang đến rồi. Bắn cho anh. Bắn cho anh. Rồi, chúng tên độc chết dần thôi mà. Nó áp sát rồi, thôi. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Ra đây. Hay sao? Bắn tên mình chết nhiều thế cả. Bắn đây. Ô. Bắn ngay vào mấy thằng giáo. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Để xem cung của mày, cung của anh thế nào mạnh hơn. Cái binh nào sốc. Thôi rồi. Lùa. The enemy tower is no more than wreckage now.
xong rồi, tạm thời rút ra đây đã. Chưa vào tầm bắn à? Chưa vào tầm bắn. Bắn cho anh. Rồi. Chúng độc cho con. Vào tầm bắn rồi. Chúng độc thì không sống nổi đâu. Ammunition is spent and it can no longer fire. Now! Warriors, eager for blood! Take aim! Loose! We will pierce their hearts! Bắn đằng sau. Take aim! Không sợ, chúng nó đến gần thì xong rồi. Bắn thằng này. Cái binh bắt đầu. Cái khó của bọn Slavic này là chúng ta phải điều khiển cung thủ bắn bằng tay, không thể bắn firebolt được. Đội dìu đâu rồi, xông lên để mấy thằng kiếm bị đánh ác thế. Vừa bắn trúng tên mấy thằng Steve mình đấy. Dừng luôn cho anh. Ôi dồi ôi, chúng độc cả ngựa mình rồi. Chúng độc chết mất nhiều lắm. Nhanh, cho nó nhấp nháy nhanh mất. Rồi. Không được chết thêm nữa. Không giết được một thằng nào đội cung độc của mình. Ảo vãi chảo. Bắn tên không chết của thằng nào. Thôi kìa. Nghe ảo vãi chảo luôn. Mỏ đá à? Tỉnh này bị vấn đề vệ sinh kém quá nhỉ. Tốt rồi. How can I assist you? Heading out. Úi dồi ôi, hung nô nó kéo đống quân đoàn đây này. Chắc nó vừa đốt phá xong. Tỉnh này của nó cũng sắp nổi loạn nơi rồi. Khu vực bên này thì êm hơn. Thực ra thì bây giờ mình cũng chưa biết được. Nhưng có lẽ mình sẽ
thành lập thêm một quân đoàn nữa. Thành lập ngay ở dưới này thôi, khi các công trình này xây dựng xong. Không nô đâu rồi. Cố lên vậy. Qua lượt đã. Đùa với Slaver. Đùa với các Slaver. Cho chúng nó cảm nhận cái chết từ từ. Cảm nhận một cái chết từ từ và đau đớn. Nó mới thật là... Takumi. An offer of peace from us should not... Hiệp ước hòa bình à? Chưa cần. Mình chiến tranh với nó để mình duy trì một cái điểm ảnh hưởng với các phe kia chứ. Ôi giời, đến cả thằng Ascum nó lên đây nữa. Thế thằng này dẹo rồi. À, Tây La Mã ở phía bên này vẫn mạnh nhỉ. Tây La Mã vẫn kiểm soát được khu toàn bán đảo Ý mà. Ơ, hai thằng này lại còn đánh lẫn nhau nữa kìa. Thằng Ostrogoth với thằng này. Ostrogoth với cả thằng cả hai thằng không nô đánh giờ quay sang đánh lẫn nhau này. Sao nào? Đúng mà. Sao điểm ngoại giao không tăng được nhiều lắm nhỉ? Bị gió thằng này lại đánh nhau với thằng này. Đúng là đục nước béo cò. Cái vùng này không yên được. Bây giờ chị vệ sinh thấp này. Dễ có dịch bệnh lắm. Vùng này thế chị An không lên được. Lương thực thì đầy đủ ấy nhưng mà... Công trình tôn giáo này, phải tăng công trình tôn giáo đấy. Chết rồi, điểm ngoại giao của mình với Hung Nô nó đang không được tăng. Quái nào mà mấy thằng này nó đánh lẫn nhau nữa nhỉ? Để chờ xem tình hình nào. Chưa nâng được. Đạo quân ở đây. Khát vọng, ham mê, thích ngoại, giảm trung thành. Tướng cầm quân à?
all. Come, fight for us, lads. Death in battle. There is no fair ending. Trừ chị An. Ôi dồi, ngọn giáo của Iris kinh nhỉ, vãi cả tên. Thằng này nó chiến tranh với cả hai thằng. Greetings in the name of the state. Nice. Thống đốc thì không cần cái này. Giáp cho lực lượng chỉ huy à? Quân đoàn này đi. Cái này cái đoàn tạm thời thế đã. Trời ơi, còn ổn định được cái vùng bên dưới này nó mới là cả một vấn đề. Ba quân đoàn của thằng Slaver đóng ở kia. Ôi chú gót. Our favor and friendship is rarely expressed in such good. Chiến tranh với mày là một trong những điểm để ta tăng điểm ngoại giao với các phe khác. Đương nhiên là không thể hòa bình với Mi được. Có một quân thế này thì mạng vác quân đi đánh nhau á. Liều thế. Mấy anh này liều ghê nhỉ. Xây cái công trình vệ sinh dịch tễ ở đây thì mới xong được. Trừ 2, trừ 3, được mà. Phải xây công trình vệ sinh dịch tễ. Ôi hung nô, nó lại tàn phá đốt. Cướp bóc, tàn phá rồi. What would you have of me? Giám sát bọn này đã. Một quân quái đâu. Heading out. Ôi hùng nồi đốt hết bên này à. Ui dồi ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mày quá hùng nồi nó không ở trên nhà mình. Nhưng mà hình như điểm ngoại giao của mình ấy. À thằng này không chiến tranh với hung nô nữa này. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. À vua của chúng ta. Hay quá. Ký hiệp ước làm ăn đã. Thằng này nó không chiến tranh với hung nô nữa.
Hay quá. Lại láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai à? Cũng được. Nhà vua chúng ta liệu còn 19 tuổi, ồ. Vãi thật. Xem không nổi. Chết rồi, đang suy trừ này. Đang suy yếu này. Speak ill or slowly, and I may feed your tongue to the dogs. Ba mốt tuổi. We need the glory of battle. Nó bảo mình nó sẽ tham chiến cùng với hai thằng, tham chiến chống lại hai thằng này với mình. Chơi luôn. Sáu ngàn à? Điểm ngoại giao lại tăng rồi. Thế là Hung Nô đã quyết định chiến tranh với Đông La Mã rồi. Thanh niên này lấy được vợ đây rồi. Còn mấy thanh niên này chưa có vợ. Cứ từ từ gặt hết gái Hung Nô là được. Ôi giời ơi, Hung Nô nó chiến tranh với Tây La Mã thì tốt rồi. Chính ra cái vùng này rất giàu có chứ. Trời ơi. Không phải mình không có tiền mà là mình không thể xây dựng thêm được. Xây thêm bây giờ mình chết toi. Dẹp vũ khí này. Hai công trình vệ sinh này đang lên rồi. Cái này trước đã. Chả mấy khi được an nhàn này. Khổ thân hai thằng này. Ây da, thằng này nó vẫn kiểm soát toàn bộ đảo Ý này. Ghê thật. Một thằng nó đã đóng quân ngay trên đất của mình. Ready for battle. Thống đốc tăng 10% tốc độ nghiên cứu khoa học. Qua lần này đã, người xem tình hình thế nào đã. Chúng ta đang có một lượng tiền cực mạnh khi chúng ta kiểm soát được Constantinople. Có lẽ mình sẽ tìm cách ngoại giao với mấy thằng ở phương Nam. Ổn tí đã. À, thằng Ostrogoth này nó cũng chiến tranh với Tây La Mã mà. Như vậy thì rất là tuyệt. Nó là cái lá chắn phía bên ngoài cho mình rồi. Có vẻ như mình sẽ ổn. Đầu tiên mình vào để lấy lòng Hung Nô thì mình đánh nhau với thằng Ostrogoth này. Bây giờ thì mình lại... hôn nhân chính trị. Rồi xong, Hung Nô đã đốt. Nó sẽ tiến sang nó đốt lốt thằng Tây La Mã cho mà coi. Cho thằng Hung Nô nó đi xa xa mình một chút. Thế quái nào mà thằng Ascum nó tiến xa thế nhỉ?
Thằng Ascum này có vẻ hổ báo. Thằng nó phong tỏa cảng của mình. Mình không đánh được. Nó toàn thuyền pháo thôi. Phong tỏa cả, nó chặn đường giao thương của mình. Tốt rồi, vệ sinh dịch tễ đã tăng trưởng lại rồi. Cần mỏ kim cương mà mình thì không có kim cương. If you must. Tự dưng thằng này nó chiến tranh mình. Ây da. Ready for orders. For the tribe. Cái lính này mạnh hơn rất nhiều, máu trâu hơn, xuất sắc lắm, có kỵ binh nữa. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.